Bà Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 giây. Thì trong các video trước, bà Sơn có hướng dẫn cả nhà mình cách lựa chọn các dòng máy sao cho phù hợp với mình. Có những dòng máy rẻ tiền hơn và dòng máy nhỏ gọn hơn. Và nếu mà khi cả nhà mình đã lựa chọn cái dòng máy này rồi thì bà Sơn sẽ không có giới thiệu lại các dòng máy khác ha, mà là đi vào chuyên sâu về cách sử dụng đầy đủ chức năng của cái dòng máy của Omron Nhật này, sản xuất tại Nhật ha. HEM7600T. Đó, thì video trước em có chia sẻ là cái cách đơn giản để cả nhà mình xem để xài, nhiều khi xài nhanh hoặc là xài cho ông bà mình ở quê lớn tuổi mà không có kết nối điện thoại đó. Còn nếu mà mình muốn đầy đủ chức năng thì mình phải kết nối với điện thoại để mình có thể cài đặt nhiều chức năng như ngày giờ, rồi chuyển đổi dữ liệu từ cái máy này qua điện thoại cả nhà ha, và có thể mình gửi email đến cho bác sĩ hoặc là người thân của mình luôn. Rồi thì bây giờ giới thiệu sơ lại nó ấy ha. Cái máy này là dòng máy Omron, nó lai giữa dòng máy cổ tay và bắp tay, tức là dòng máy cổ tay thì nhỏ gọn trên đây, thiết bị đo nằm trên đây, còn dòng máy bắp tay thì dùng quấn trên đây nhưng mà truyền cái máy xuống với bàn. Còn đây là cái dòng máy đeo trên bắp tay nhưng mà cái thiết bị nó nằm trên cái bắp tay mình luôn, nó rất là gọn nhẹ, nó sẽ bự hơn cái máy cổ tay xíu nhưng mà nó nhỏ gọn hơn cái máy bắp tay ở nhà ha, và nó rất là đẹp. Đo im ha, đây là dòng máy mắc tiền nhất hiện giờ của Omron tại Việt Nam. Giá của hãng là 3.250.000. Còn nếu mà cả nhà mình muốn cập nhật giá hoặc là xem chương trình khuyến mãi thì cứ thể liên lạc trực tiếp Hoàng Sơn qua số điện thoại bên dưới nha. Rồi bây giờ đầu tiên thì mình xem sơ về cái máy nè. Cái máy mình có cái này là cái bộ phận của máy, đây là cái màn hình nó rất là mỏng, thì nó sẽ hiển thị huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, và sau khi nó ẩn cái chức năng nó xuống cái nó hiển thị cái nhịp tim mình lên. Rồi ở đây nó chỉ có hai nút thôi ha, đo và tắt một nút nè, kết nối qua điện thoại. Thì khi đo và tắt nó nằm ở giữa thì mình nên bấm ở giữa để sau này lâu ngày đó cái tuổi thọ nó sẽ cao, thì cái máy bảo hành 5 năm mà mình xài được cả 50 năm là bình thường cả nhà ha. Rồi đây là dòng khuôn tạo sẵn và xài pin 2A, pin giống như cái remote này đó. Thì Hoàng Sơn lại nhắc lại trong các video, Hoàng Sơn luôn nhắc cái này, cả nhà nên mua pin tốt ha, hoặc là pin khô để mình để quên trong máy á, năm này qua tháng nọ nó không bị chảy pin hư máy, thì cái máy nó rất là mắc tiền và pin rẻ tiền nhiều khi nó chạy không nổi, hoặc là chạy xong cái mình bỏ quên vài tháng á, chảy pin hư máy rất là tiếc. Hoàng Sơn luôn nhắc cả nhà mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nè, 4 viên pin 3A cả nhà ha. Rồi bây giờ á, nếu mà như mình đo một cách đơn giản á, mình chỉ bấm vào là đo thôi. Android hoặc là điện thoại iPhone mà mình đều có phần mềm nha. Mình vô cái phần cài đặt nè, mình đẩy phần mềm nó về. Ví dụ mình ghi chữ Omron nè, Omron ha. Đó thì nó sẽ hiển thị luôn cả nhà mình coi nè. Đây là Omron Connect luôn nè ha. Rồi mình bấm cài đặt nè, cài đặt. Đó. Rồi mình chờ nó tải xuống. Đó, mình cập nhật cái phần mềm, phần mềm yêu cầu gì thì mình điện đó, rất là dễ dàng cả nhà ha. Hôm nay cái video này nó sẽ hơi dài xíu để cho cả nhà mình xem một cách chi tiết luôn nghe. Rồi cập nhật 100%. Tiếp tục cả nhà ha. Đây. Rồi tôi hiểu và đồng ý nè, bắt đầu nè. Đây để cho cả nhà mình xem. Rồi mình kéo khách lên, mình kéo khách lên trên giống như mình đã đọc rồi á, nhưng mà cả nhà có thể đọc và không đọc cũng được, tôi đồng ý nè. Có nè. Rồi máy đo huyết áp nè. Ok, tức là họ kêu mình là kết nối Bluetooth, mình mở cái phần mềm của mình lên nè, mở Bluetooth của điện thoại lên nha. Rồi mình cho phép nè trong khi dùng ứng dụng. Ok, rồi sau khi mình mở Bluetooth lên xong, rồi họ sẽ yêu cầu là vận hành thiết bị, là bây giờ mình sẽ để cái điện thoại cái bên nè, mình bật cái nút này nè, cái nút kết nối là cả nhà thấy không, cái trên cái máy bơm nè đó, cái nút start up mình đè vô mình giữ khoảng 10 giây để kết nối đó, nó hiện chữ B lên là ok rồi. Còn khi mà mình ngắt kết nối thì mình cũng bấm vào đó luôn nha. Đang lựa chọn thiết bị nè, mình sẽ bấm vào chữ HEM. Đây
Rồi, yêu cầu kết nối ghép đôi nè. Đó, chúng ta đang ghép đôi cái hai cái máy này. Thì hai cái này mình sẽ giữ trong trong bán kính 5m cả nhà ha. Rồi, đã kết nối hoàn tất. Ok. Rồi, mình tạo tài khoản mới hoặc là mình đăng nhập. Đây là cả nhà thấy, trên cái máy nó cũng có hiện chữ ok là đã kết nối rồi. Rồi bây giờ mình có thể bấm đăng nhập nếu mình đã có tài khoản rồi. Còn chưa có tài khoản thì mình tạo tài khoản. Đó. Tên người dùng, ví dụ tên của mình sức khỏe 60 giây. À, nhập email ở bên trên và xác nhận bên dưới. Rồi mật khẩu. Thì mật khẩu mình sẽ điền là từ 8 đến 20 ký tự nha. Rồi. Tôi đồng ý nè. Bấm vào tôi đồng ý sử dụng ha. Rồi, tạo tài khoản. Rồi cả nhà mình thấy ha. Ok. Rồi, đó. Thì bây giờ chúng ta đã kết nối được với thiết bị rồi. Rồi sau khi mình đo thì thiết bị mình nó sẽ được truyền dữ liệu vào trong đây cả nhà ha. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, khi đo thì mình không có nói chuyện nha. Mình để cái vòng bánh thế nào cũng được, xoay lên xoay xuống cũng được, nhưng mà mình để cố định đó. Rồi, khi đo tầm khoảng 1 phút là ra kết quả nè. Bây giờ mình bấm đo ha. Đây, mình đã ra kết quả rồi nè. Bây giờ mình tháo vòng bánh ra. Nếu mà như cái nhà mình đo mà hai lần liên tục á thì mình mở ra 3 phút sau đo lại. Rồi đây cả nhà mình thấy ha. Đây là nhịp tim mình 90 lần đập trên phút nè. Đó, còn huyết áp là 135/87, tức là huyết áp tâm thu là 135, huyết áp tâm trương là 87. Thì tầm đầu giờ trưa huyết áp mình nó hơi cao hơn trong ngày chút nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở phần mềm lên mình coi thử nha. Rồi. Đây mình mở phần mềm lên. Đây cả nhà thấy nó đã cập nhật rồi ha. 135 huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương là 87 và nhịp tim mình là 90. Tại vì nãy giờ Hoàng Sơn đang làm video giới thiệu cả nhà mình nên là tim nó đập manh, nhanh, huyết áp nhanh hơn xíu nha. Rồi mình sẽ vào bên ba chấm bên đây nè. Đó, mình sẽ vào thiết bị. Đó, mình có thể thêm thiết bị mới hoặc là mình vô mình cài đặt đầy đủ chức năng rồi ha, cài đặt ứng dụng nè. Đó, mình vào thiết bị, mình chọn thiết bị của mình, mình vô cài đặt thiết bị của mình. Đó, và có rất là nhiều thiết bị nếu mà mình muốn cài. Rồi. À, có nhiều chức năng bên trong để cả nhà mình có thể tham khảo thêm, nhưng mà đơn giản như vậy thôi, là mình kết nối vào điện thoại thì nó sẽ tự động cập nhật dữ liệu qua lại giữa hai cái thiết bị này giống như ngày giờ đó, và khi mình đo thì dữ liệu sẽ từ cái máy này kết nối vào điện thoại rất là dễ dàng đó. Thì chúng ta chỉ cần cài đặt phần mềm một lần thôi, rồi khi mà mình đo thì nó sẽ cập nhật vào cái điện thoại. Còn nếu mà như chúng ta không muốn xài cái kết nối này thì chúng ta có thể tắt hoặc chúng ta có thể mở tùy mình ha. Mình có thể đè giữ khoảng tầm 10 giây, chức năng này sẽ tắt. Và đo và tắt một lúc này, không tắt thì 2 phút máy nó sẽ tự tắt cả nhà ha, máy tự động hoàn toàn. Đó. Thì hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình cái cách sử dụng. À, tại vì đối với những cái dòng máy mà huyết áp để bàn á, thì nó có rất nhiều nút để mình cài đặt. Còn dòng máy này thiết kế nhỏ gọn nên là hầu như chức năng nó đều tích hợp ở trên điện thoại ráo rồi. Còn ở đây chỉ có đo và tắt thôi, và kết nối hay không. Đó, đơn giản vậy đó. Rồi, Hoàng Sơn cảm ơn cả nhà đã theo dõi ha. Bài thông tin cùng cả nhà mình về cái cách cài đặt thiết bị. Rồi cả nhà mình có thể tham khảo thêm các video khác về cách lựa chọn các thiết bị y tế như là máy đo huyết áp nè, máy đo đường huyết, máy trợ thính, máy sông mũi họng và các loại máy thiết bị y tế ở Việt Nam hiện giờ mà hàng chính hãng. Rồi và cách sử dụng, cách khắc phục lỗi tại nhà và cách làm sao để cho máy mình nó xài bền hơn. À, hôm nay chia sẻ cả nhà mình về thông tin. Nếu cả nhà mình cảm thấy hữu ích thì nhớ đăng ký kênh nha, và giới thiệu cho gia đình và bạn bè cùng xem. Rồi, cảm ơn cả nhà, tạm biệt và hẹn gặp lại. Có gì thắc mắc thì cả nhà mình cứ để lại thông tin bên dưới hoặc là gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn theo số điện thoại dưới ha. Sức khỏe 60 giây, tạm biệt.